đây là 10 ý tưởng concept chụp ảnh cho bé 1 tuổi. Bé và bong bóng, sử dụng những chiếc bong bóng để làm nổi bật vẻ đáng yêu của bé. Bé và bàn tay, đặt tay của bé vào lòng bàn tay của bạn và chụp lại những bức ảnh này tạo một bức ảnh đầy cảm xúc. Bé và hoa, sử dụng hoa để tạo nên một bức ảnh đẹp và tinh tế. Bé và thú nhồi bông, cho bé cầm một con thú nhồi bông và chụp lại những bức ảnh đầy đáng yêu này nha. Bé và đàn piano, cho bé ngồi trên đàn piano hoặc cầm một chiếc đàn nhỏ và chụp lại những bức ảnh này. Bé và đèn lồng, sử dụng những chiếc đèn lồng để tạo nên một bức ảnh đầy màu sắc và sáng tạo. Bé và quả bóng, cho bé cầm một quả bóng và chụp lại những bức ảnh đầy vui tươi và năng động. Bé và bức tường, tìm một bức tường có họa tiết độc đáo và chụp lại bức ảnh đầy màu sắc và tinh tế. Bé và những đồ vật quen thuộc, chụp lại bức ảnh cho bé cùng với những đồ vật quen thuộc như là gói nè, bông tắm nè, hoặc là một chiếc váy cũ của mẹ. Lưu ý rằng các concept này chỉ là những ý tưởng và bạn có thể tạo ra những ý tưởng riêng của mình dựa trên sở thích và tình cảm của gia đình và bé. Nếu mọi người thấy bổ ích hãy cho Mui một like và một đăng ký nha.